Chào mừng các bạn học sinh đến với chương trình tư vấn mùa thi bí quyết trúng tuyển vào đại học cao đẳng của báo Thanh Niên, được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bình Thuận, đồng thời được truyền hình trực tuyến tại địa chỉ thanhniên.vn, fanpage Facebook báo Thanh Niên và kênh YouTube, TikTok của báo Thanh Niên. Quý phụ huynh và các em học sinh thân mến, tại hội nghị trực tuyến công tác tuyển sinh do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức vừa qua, đại diện Bộ cho biết sẽ dự kiến có những điều chỉnh nội dung mang tính kỹ thuật trong mùa tuyển sinh 2022. Theo đó, tất cả các phương thức xét tuyển sẽ cùng thực hiện trên một hệ thống chung và diễn ra sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Điều đó có thuận lợi và khó khăn gì đối với thí sinh? Chương trình hôm nay có chủ đề lựa chọn phương thức xét tuyển phù hợp. Trong chương trình tư vấn này, các thầy cô đến từ các trường đại học cao đẳng sẽ đưa ra những lời khuyên bổ ích, giải đáp thắc mắc cho các em để các em hiểu rõ hơn về cơ hội trúng tuyển của từng phương thức xét tuyển. Từ đó giúp các em vững tin hơn trước kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2022. Ngay từ bây giờ, bạn đọc có thể đặt câu hỏi qua các địa chỉ trên. Mở đầu chương trình thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chương trình có sự tham gia của các khách mời. Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân. Tiến sĩ Vũ Quốc Huy, Phó Phòng Đào tạo Trường Đại học Việt Đức. Tiến sĩ Trần Mạnh Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nova. Thạc sĩ Trần Văn Trắng, Phó Phòng Tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn và Thạc sĩ Trần Việt Dũng, Trưởng Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Quý phụ huynh và các em học sinh đang theo dõi chương trình tư vấn mùa thi của báo Thanh Niên được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bình Thuận. Các em học sinh thân mến, tính sơ bộ trong những năm qua thì đến nay có khoảng 20 phương thức tuyển sinh được áp dụng tại các trường đại học cao đẳng. Phương thức truyền thống là xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông không còn chiếm ưu thế, thay vào đó là xét học bạ và điểm đánh giá năng lực đang gần như là các phương thức chủ yếu, bên cạnh các phương thức như kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp và điểm học bạ, giữa điểm thi và điểm năng khiếu, giữa chứng chỉ quốc tế với điểm học bạ, vân vân. Ở những năm trước thì chỉ có phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông là thực hiện trên hệ thống chung theo khung thời gian của Bộ. Nhưng năm nay tất cả các phương thức dự kiến sẽ thực hiện trên cùng một hệ thống và theo lịch chung thống nhất vào thời điểm sau khi thí sinh biết kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Những thay đổi này thì sẽ chắc chắn là có tác động không nhỏ tới thí sinh và các trường đại học. Thì mở đầu là chúng tôi rất mong các thầy cô chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn đối với thí sinh nếu như Bộ thực hiện những điểm mới này. Đầu tiên là xin mời Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân ạ. Cảm ơn nhà báo Mỹ Uyên. Kính thưa quý vị phụ huynh và các bạn thí sinh tỉnh Bình Thuận thân mến. Kính thưa quý thầy có mặt trong chương trình tư vấn hôm nay. Tiếp theo lời nhà báo Mỹ Uyên thì tôi xin lưu ý rằng là năm nay Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã có cái thông tin sơ bộ về một số cái điều chỉnh về mặt kỹ thuật trong cái xét tuyển vào đại học năm 2022. Như nhà báo Mỹ Uyên vừa khái quát trong cái phần đầu chương trình, đó là số lượng các cái phương thức xét tuyển của các cái trường đại học trên lãnh thổ Việt Nam chúng ta là gần thứ 20 phương thức xét tuyển, rất nhiều phải không ạ? Và theo đánh giá thống kê của riêng tôi, vì cái tổ hợp môn xét tuyển vào đại học thì nó hơn 180 tổ hợp môn, như vậy là trăm hoa đua nở rất là nhiều. Tuy nhiên các em thí sinh yên tâm rằng trong số 20 cái phương thức xét tuyển đó thì theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo đấy công bố đấy, thì tôi nhận thấy rằng là nó chỉ rơi vào 4 phương thức phổ biến, đó là xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển dựa vào kết quả học bạ, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng của một số trường, và phương thức thứ tư đó là xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ở các cái trường ở phía Nam từ Huế trở vào đấy, thì thường dùng cái kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, còn từ Huế trở ra đấy, thì thường sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Như vậy là 4 cái phương thức đó trên tổng số 20 phương thức là có số lượng trường sử dụng phổ biến. Cái điểm thứ hai thì trong số hơn 180 cái tổ hợp môn đấy thì vẫn rơi vào 5 tổ hợp môn truyền thống, đó là A00, B00, C00 hay D01, đúng không ạ? Và A01. Thì đó là cái điểm mà quý vị phụ huynh và các bạn thí sinh vẫn an tâm nếu chúng ta vẫn thực hiện các cái việc học tập theo các phương thức cũ cũng như các bộ môn cũ thì cơ hội trúng tuyển vào đại học vẫn là lớn. Cái điểm thứ hai mà năm nay việc thay đổi kỹ thuật sẽ ảnh hưởng đến với các bạn thí sinh,
thì tôi lưu ý là có 5 điểm các em thí sinh cần phải chú ý. Thứ nhất ấy, thì Bộ Giáo dục Đào tạo có thông báo rằng năm nay cái việc xét tuyển, đăng ký xét tuyển vào đại học sẽ tách ra khỏi cái đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ở trong tháng 4, tháng 5 này, các em tập trung đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sau khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông xong, các em sẽ tiến hành đăng ký xét tuyển vào đại học. Sự thay đổi này nó sẽ giúp cho các em thí sinh không nhất thiết phải nộp thêm tiền như cái cách trước đây. Nếu như chúng ta đăng ký 4 nguyện vọng, điều chỉnh lên 6 thì phải nộp thêm tiền. Thì bây giờ không nhất thiết như vậy. Trong đợt 2, các em sẽ đăng ký xét tuyển bao nhiêu nguyện vọng cũng được. Và theo như dự thảo trong cái quy chế tuyển sinh ấy, thì các thí sinh được phép đăng ký nhiều lần. Như vậy là nếu như chúng ta đăng ký có sai thì chúng ta hoàn toàn đăng ký lại. Đó là một cái thuận lợi rất tốt cho các bạn thí sinh. Cái điểm thứ hai mà có cái thay đổi đối với các em đấy là năm nay tất cả cái đăng ký xét tuyển, kể cả đăng ký xét nhập học đều phải thực hiện online. Như mọi năm để về trước, từ năm 2021 để về trước đấy, thì một thí sinh có thể đăng ký nhiều phương thức xét tuyển, đăng ký nhiều nguyện vọng, thì các em cùng lúc có thể trúng tuyển nhiều trường. Cùng lúc có thể trúng tuyển 3 phương thức xét tuyển, bởi vì các phương thức xét tuyển là độc lập với nhau. Nhưng năm 2022 này, theo như cái dự kiến thay đổi của Bộ, thì tất cả các phương thức xét tuyển thì trong đợt 1 phải xét tuyển chạy lọc ảo chung một lần. Có nghĩa rằng năm nay dù các em đăng ký N nguyện vọng và N phương thức xét tuyển thì việc trúng tuyển nó chỉ diễn ra ở một nguyện vọng và cho một phương thức xét tuyển duy nhất. Thì Bộ lưu ý điểm này để làm gì? Đó là tránh trường hợp thí sinh ảo như mỗi năm. Với cái kỹ thuật thay đổi này thì nó sẽ giúp cho cái tỷ lệ nhập học nó sẽ tăng lên trên 60% ở đợt 1. Tôi chỉ nói ở đợt 1, còn đợt 2 trở đi thì tùy thuộc vào các trường. Nếu trường nào có sát đợt 2 thì lúc đó các trường sẽ thực thi. Còn nếu không thì kết thúc đợt 1 chúng ta sẽ tuyển đủ chỉ tiêu thì các trường sẽ hoàn thành công tác xét tuyển năm 2022. Và cái điểm thay đổi cơ bản thứ ba mà các em thí sinh cần phải chú ý rằng là vì Bộ năm nay áp dụng chỉ có một phương thức đăng ký xét tuyển và một phương thức nhập học là bằng online trực tuyến trên hệ thống của Bộ đấy, thì các em phải có trách nhiệm là tải các giấy tờ ưu tiên lên hệ thống. Các em phải chủ động. Ví dụ như nếu như chúng ta là thuộc cái đối tượng là thương binh hạng 1-4 nha, thì chúng ta phải tải cái hình cái giấy chứng nhận đó lên hệ thống của Bộ. Cái điểm thứ tư mà các em cần phải chú ý đấy, đó là năm nay các em cùng lúc đăng ký phương thức xét tuyển riêng đấy là phải đồng thời. Nếu như năm 2021 các em đăng ký phương thức xét tuyển học bạ hay là cái kỳ thi đánh giá năng lực ở Đại học Duy Tân, Đại học Việt Đức, ở Đại học Quốc tế Sài Gòn thì các em chỉ cần liên hệ với các trường này là thôi. Nhưng năm nay Bộ yêu cầu bên cạnh việc đăng ký về phương thức xét tuyển kỳ thi riêng ở các cái trường thì các em phải đồng thời, thầy lưu ý chỉ đồng thời, là các em phải thực hiện cùng lúc cái việc đăng ký ở trường và đăng ký lên hệ thống của Bộ. Đấy. Bởi vì năm nay trong dự thảo Bộ có yêu cầu tất cả các sở giáo dục phải cập nhật điểm học bạ lên hệ thống của Bộ. Để làm gì? Để nó là một đầu mối và xử lý phục vụ cho cái việc lọc ảo. Thì đó là bốn cái thay đổi rất cơ bản về mặt kỹ thuật trong xét tuyển đại học năm 2022. Vì thế năm nay thầy chỉ lưu ý các em một điểm mà các em cần phải nghiên cứu thật kỹ, đó là việc chúng ta chọn ngành nào để xét tuyển vào đại học. Đó là điều hết sức quan trọng, bởi vì chúng ta chỉ được trúng tuyển chỉ có một nguyện vọng cho một trường và cho một phương thức. Cho nên nếu các em không cẩn trọng trong việc chọn ngành thì có thể các em sẽ trúng tuyển vào một cái ngành mà nó không phù hợp với năng lực của mình, thì con đường học đại học của em sẽ rất là gian nan. Hy vọng rằng các em sẽ có đầy đủ thông tin để có thể chọn được cái ngành học vào ngôi trường phù hợp với bản thân mình để có một cái tương lai thực sự tốt đẹp hơn. Mong các em thành công. Dạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Võ Thanh Hải. Những nội dung mang tính kỹ thuật này nếu mà thay đổi thì tác động rất nhiều đến thí sinh, cho nên các em cần phải nắm rõ
Như thầy Hải nói, nếu mà không nắm rõ những cái kỹ thuật này thì có thể sẽ mất cơ hội, đúng không ạ? Không biết là ở trường Đại học Việt Đức á, thì với những cái thay đổi này thì trường mình có thay đổi, có cái thay đổi gì về, điều chỉnh gì về phương thức xét tuyển không thầy? Hoặc là thời gian nộp hồ sơ này. Xin Cảm mời thầy ơn Huy ạ. nhà báo Mỹ Quyên. Thì như thầy Hải đã chia sẻ với phụ huynh và các bạn thì các cái thay đổi năm nay thì tập trung chủ yếu là về mặt kỹ thuật để mà đem đến cái mục tiêu là giảm cái thí sinh ảo trong cái quá trình lọc ảo và xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chính vì thế các cái về phía trường Đại học Việt Đức thì cũng cố gắng là giữ ổn định tất cả những cái yêu cầu cũng như là cái mốc thời gian đã dự kiến để các bạn không không tạo cái tâm lý lo lắng cho các bạn. Và đương nhiên thì khi mà đến cái thời điểm mà nhà trường cũng sẽ theo các cái hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để mà thực hiện các cái bước liên quan đến đưa danh sách thí sinh lên cái hệ thống lọc ảo của bộ rồi là xác định cái thứ tự nguyện vọng của các bạn vân vân. Thì đối với trường Đại học Việt Đức thì cái cũng là một cái trường đặc thù vì nhà trường thì có cái kỳ thi đánh giá năng lực riêng là cái phương thức thứ đầu tiên là sử dụng cái kết quả thi đánh giá năng lực của nhà trường. Phương thức thứ hai thì sử dụng là học bạ và các cái phương thức về ưu tiên xét tuyển và cuối cùng thì là phương thức mà xét theo điểm thi trung học tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì nhìn chung thì các cái phương thức thì đều là giữ ổn định so với năm 2020 và các cái thay đổi về mặt kỹ thuật mà như thầy Hải đã chia sẻ với các bạn thì nhà trường cũng sẽ theo dõi các cái cập nhật từ Bộ Giáo dục và Đào tạo và có các cái hướng dẫn cụ thể ngay lập tức cho các bạn khi mà đến cái thời điểm mà các bạn cần phải hoàn thành hồ sơ hay cần phải tham gia rồi cập nhật thông tin trên các cái hệ thống của bộ. Xin cảm ơn tiến sĩ Vũ Quốc Huy. Đối với Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thì không biết là có thay đổi gì, điều chỉnh gì trong phương thức xét tuyển và tỷ lệ chỉ tiêu cho từng phương thức không ạ? Lần đầu tiên đại diện cho ban tư vấn, đại diện cho trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là một lời chào tới quý thầy cô trong ban tư vấn, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh đến từ tỉnh Bình Thuận ạ. Thì năm cơ bản năm 2022 thì trường Đại học Quốc tế Sài Gòn sẽ không thay đổi các phương thức xét tuyển như là những năm trước. Thì hiện nay các phương thức xét tuyển của nhà trường thì vẫn là chúng ta sẽ căn cứ theo là điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chúng ta sẽ xét bằng kiểm thi của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ ba là chúng ta sẽ xét bằng học bạ. Thì về cơ bản năm nay thì trường Đại học Quốc tế Sài Gòn sẽ không thay đổi về các phương thức xét tuyển. Thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 thì nhà trường đã nhận hồ sơ xét tuyển của các bạn với phương thức xét học bạ năm học kỳ và có thể là hai hình thức, là một là nộp trực tiếp, hai là nộp trực tuyến theo thông qua website của nhà trường. Thì năm nay thì cơ bản thì nhà trường sẽ không thay đổi nhiều so với mọi năm trước ạ. Còn cái tỷ lệ mà chỉ tiêu cho từng phương thức có chia đều ra không hả thầy, thưa thầy cho Hiện nay thì theo phương thức xét tuyển của nhà trường thì cái chỉ tiêu thì sẽ dành chiếm tỷ trọng nhiều là rơi vào phương án xét học bạ của vậy các bạn là thí học sinh. bạ vẫn là chủ yếu đúng Đúng không rồi ạ. ạ? Như vừa nãy thì thầy Hải có nói là cái đợt một là mình sẽ đưa toàn bộ lên hệ thống để lọc ảo á, thì thầy dự kiến là sau đợt một thì các trường có đủ chỉ tiêu luôn hay là mình sẽ cần tiếp những đợt sau giống như là các năm vừa qua? Cái việc kết thúc xét tuyển đợt 1 ấy thì số lượng thí trúng tuyển như thế nào thì điều này nó tùy thuộc vào các cái trường. Theo như số liệu thống kê ở mỗi năm đấy thì thông thường ở cái đợt 1 ấy với cái tỷ lệ nhập học như năm vừa rồi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố thì khoảng 60% cho dựa vào cái phương thức xét tuyển dựa vào cái kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đấy. Thì tất cả các cái trường lâu năm có bề dày, chúng ta hay gọi là các cái trường tốt đấy, hay là những cái ngành gọi là ngành hot đấy, ngành nóng đấy, ví dụ như lĩnh vực về công nghệ thông tin chẳng hạn, hay là trước đây là lĩnh vực du lịch đấy, ở nhiều trường thì thông thường sau đợt một là hoàn toàn đủ chỉ tiêu. Thông thường ở đợt hai đấy thì nó rơi vào những cái nhóm ngành mà cái tỷ lệ chọi nó là quá cao. Đấy, nó không trúng ở cái trường ví dụ như ngành y thì nó không trúng ở những cái trường có cái bề dày lâu năm có kinh nghiệm đào tạo, thì các em lại xét tuyển vào những cái trường khác nếu có, hay là những ngành nó học nhưng mà theo đánh giá của quý vị phụ huynh và thí sinh là cái cơ hội việc làm nó không được phổ biến, nó khó khăn,
thì thường là xét tuyển ở đợt 2. Tuy nhiên, với cái kinh nghiệm của trường Đại học Duy Tân và bản thân tôi làm trong gần 20 năm qua đấy, thì tôi lưu ý với quý vị phụ huynh và thí sinh rằng là trúng tuyển đợt 1 rất quan trọng. Bởi vì khi chúng ta trúng tuyển ở đại học đợt 1 đấy, nó thể hiện được mấy cái điểm. Thứ nhất là trúng được cái ngành mà chúng ta đã kỳ vọng, trúng được cái trường cũng có thể là chúng ta kỳ vọng. Và đặc biệt đấy là cái tâm lý chúng ta vào đại học ở cái thời điểm đầu rất là quan trọng. Theo như cái số liệu phân tích thống kê của tôi qua các năm, qua quá trình theo dõi, thì cái tỷ lệ nhập học đợt 1 luôn luôn cao hơn tỷ lệ nhập học đợt 2 và đợt 3. Bởi vì ở đợt 2 và đợt 3 có những em trúng tuyển nhưng các em không đi học. Bởi vì cái tinh thần, cái không khí nó không còn nữa. Thì đó là cái điều mà tôi rất mong quý vị và phụ huynh và các bạn thí sinh là chúng ta phải phân tích đầy đủ. Chưa bao giờ mà chúng ta có cái việc tìm kiếm thông tin nó thuận lợi như hiện nay. Quý vị phụ huynh phải thông chắc lọc thông tin, đánh giá tình hình để cho chúng ta đăng ký là được xét tuyển. Vì trúng tuyển đại học trong những cái năm gần đây không còn là vấn đề gì đó nó quá khó khăn nữa. Nếu như quý vị phụ huynh có đầy đủ thông tin thì tôi hoàn toàn tin tưởng rằng là với sức học loại khá của một em thí sinh thì hoàn toàn có thể trúng tuyển vào đại học. Ví dụ như ngành công nghệ thông tin chẳng hạn, trong những năm gần đây thì gọi là ngành hot, có trường trúng tuyển tới 28 điểm nhưng có trường vẫn có 14 điểm mà trúng tuyển. Và với cái kỹ thuật của quy chế là thí sinh có quyền đăng ký in hình nguyện vọng, thì có lẽ quý vị phụ huynh và các bạn thí sinh từ một ngành chọn nhiều trường thì tôi tin cái cơ hội mà chúng ta học được cái ngành yêu thích là có. Và cố gắng là trúng tuyển ngay ở đợt 1. Xin cảm ơn tiến sĩ Võ Thanh Hải. Đó là những thông tin về xét tuyển, tuyển sinh bậc đại học. Còn đối với bậc cao đẳng thì sao? Trong thời gian qua thì khi làm việc với rất nhiều doanh nghiệp thì chúng tôi nhận thấy là cái nhu cầu nhân lực mà dành cho bậc cao đẳng chiếm một tỷ lệ khá lớn, có thể là lên tới 20% trong tổng số các trình độ. Thì không biết là đối với bậc cao đẳng thì các trường sẽ xét tuyển trong thời điểm này như thế nào, có gì khác với đại học hay không? Thì chúng tôi xin mời Thạc sĩ Trần Việt Dũng, trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng chia sẻ về các phương thức xét tuyển tại trường. Và trong những năm qua thì phương thức nào có điểm chuẩn cao hơn, tập trung nhiều thí sinh hơn? Xin mời Thạc sĩ Dũng ạ. Vâng, cảm ơn nhà báo Mỹ Quyên. Thì lần đầu tiên tôi xin gửi lời chào tới tất cả các quý phụ huynh cùng tất cả các em thí sinh đang xem chương trình của tỉnh Bình Thuận. Thì như các bạn đã thấy rõ, thì đối với cái phương thức xét tuyển của đại học và cao đẳng khối sư phạm thì bên chỗ thầy Thanh Hải đã trình bày khá là rõ ràng. Còn đối với trường Cao Thắng thuộc bậc cao đẳng là thuộc về quản lý giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, thì cái việc mà thí sinh ngoài cái việc đăng ký của các đại học và cao đẳng sư phạm thì các em có thể đăng ký được tất cả các trường cao đẳng trong toàn quốc cũng như các trường trung cấp nữa. Vậy thì nó sẽ khác biệt gì? Có nghĩa là có thể đăng ký nhiều trường cao đẳng, nhiều trường trung cấp và các bạn cũng có thể trúng tuyển. Cái lợi thế của các trường cao đẳng trung cấp là chúng ta có thời gian đào tạo ngắn trong khoảng thời gian là 2 năm rưỡi đối với cao đẳng, và trung cấp có thể là 2 năm 1 năm rưỡi. Thì chính vì như vậy, cái cơ hội dành cho các bạn có thể đăng ký các đại học cao đẳng sư phạm và các cái cao đẳng và trung cấp, mà nếu các bạn có cái nhu cầu thì các bạn nên nghiên cứu kỹ. Về phương thức xét tuyển thì hầu hết tất cả các trường thì đều có cái phương thức xét tuyển là giống nhau, đó là sử dụng phương thức xét tuyển tuyển thẳng, phương thức xét tuyển học bạ cũng như là xét điểm thi trung học phổ thông quốc gia và điểm thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia. Thì riêng đối với trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thì cũng là 4 cái phương thức trên, nhưng đối với học bạ thì trường Cao Thắng sử dụng cái kết quả của 3 cái học kỳ là học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Và đối với cái điểm thi thì sử dụng cái điểm thi của đánh giá của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì vậy thì cái việc mà đăng ký đối với các trường cao đẳng thì các bạn có thể đăng ký bằng phương thức xét tuyển học bạ. Như đối với trường Cao Thắng thì đã nhận hồ sơ từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Với các cái hình thức thì các bạn có thể đăng ký là trực tuyến, hoặc là các bạn có thể lên trực tiếp trên trang web để các bạn làm online đó, trực tuyến. Cái thứ hai là các bạn có thể đến trực tiếp tại trường. Thì cái ưu điểm của đến trực tiếp tại trường, hầu hết các trường cao đẳng là đều có thể là các bạn được gặp các đội ngũ tư vấn để người ta hướng dẫn cho mình, người ta tư vấn cho mình chọn cái ngành nghề làm sao mình cảm thấy nó phù hợp. Và cái thứ ba, một cái đường nữa là
hầu hết các trường cũng có thể áp dụng, trong đó có trường Cao Thắng, đó là thí sinh có thể đăng ký và gửi qua đường bưu điện. Thì có thể là do là khu vực của em thì cái mạng nó gặp trục trặc, hoặc là cái việc mà lên trực tiếp tại trường khó khăn thì mình vẫn có thể gửi bưu điện. Thì nhà trường sẽ căn cứ trên cái con dấu của bưu điện để nhà trường có thể là làm cái thủ tục hồ sơ. Về cái việc mà phương thức xét tuyển tại trường có điểm chuẩn nào cao hơn thì theo cá nhân của tôi làm công tác tuyển sinh cho nhiều năm, thì cái việc mà điểm chuẩn theo từng phương thức nó cao hay thấp thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thì trong đó thứ nhất là đối với yếu tố là thí sinh chúng ta đăng ký cái lượng hồ sơ nhiều hay là thấp, nhiều hay ít, tùy theo từng các cái ngành nghề cụ thể, hoặc là cái việc mà chỉ tiêu dành cho các cái ngành nghề này nó nhiều hay nó ít, thì thí sinh, phụ huynh chúng ta nên nghiên cứu một cách nó kỹ lưỡng để mà cái việc chúng ta đăng ký làm sao cho nó phù hợp nhất. Và một trong những nguyên nhân thứ ba đó là cái việc mà thí sinh đăng ký dựa trên cái nhu cầu của xã hội. Tôi nói ví dụ như trong thời điểm hiện tại thì cái việc mà mình mở cửa ra thì đầu tiên là cái du lịch của mình phát triển. Đối với ngành nghề du lịch thì hiện tại này đang thiếu rất nhiều nguồn nhân lực. Cái thứ hai đối với các cái khu công nghiệp hiện nay đang thiếu rất nhiều các cái công nhân phục vụ cho cái nhu cầu của cái hoạt động của các doanh nghiệp. Và như vậy thì cũng lưu ý rằng một điều là thí sinh mình nên chọn các cái ngành nghề mà do mình yêu thích, và đặc biệt là nó phải phụ thuộc với cái sở trường của mình. Sau đó thì mình có thể là mình chọn các cái trường sao cho nó phù hợp, cũng như là mình phải căn cứ trên cái học phí cũng như thời gian đào tạo. Và đối với trường Cao Thắng thì tôi cũng có một cái ý như thế này. Nhiều em thì cũng có cái lý do là tại sao là cái điểm học bạ của em nó thuộc dạng là trung bình hoặc là trung bình khá. Có những bạn học bạ cũng lại giỏi. Thì tôi đang hướng tới là một số em là trung bình khá, thì các bạn cũng rất là băn khoăn. Bởi vì tôi là cái người tư vấn ở cho trên trang Facebook của trường cũng như hotline, thì có rất nhiều em mới hỏi rằng là vậy thì với cái điểm của em là trung bình khá thì khả năng vào trường Cao Thắng thì có được không? Hay cũng như là các trường cao đẳng khác. Thì tôi chỉ trả lời như thế này. Thứ nhất là các em phải nghiên cứu thật kỹ với cái mức điểm của mình thì mình nộp hồ sơ ở cái ngành nghề nào cho nó phù hợp để cái việc trúng tuyển của em nó là tốt nhất. Và tương tự như vậy thì đối với Cao Thắng thì các em cứ mạnh dạn chúng ta cứ nộp hồ sơ vào. Và đặc biệt là các bạn cứ nghiên cứu và các bạn cần được tư vấn thì cái việc mà mình chọn ngành, chọn nghề cũng như chọn trường sẽ được thuận lợi và thành công. Tôi cũng rất mong muốn rằng là trường đang xét tuyển bằng hình thức xét tuyển học bạ, và dự kiến ngày 10 tháng 7 trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển. Và như vậy thì cái việc công bố sớm như thế vậy cũng sẽ giúp cho các em cảm thấy mình an tâm, mình tự tin. Chúc các em thí sinh năm 2022 thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoàn thành công tốt đẹp, cũng như là chọn được các cái trường đại học cao đẳng tốt nhất theo cái nguyện vọng của mình. Xin cảm ơn Thạc sĩ Trần Việt Dũng. Trên bàn tư vấn của chúng tôi hôm nay có đại diện của trường cao đẳng Nova và tiền thân là trường cao đẳng Bách Việt đấy ạ. Thì xin thầy tiến sĩ Trần Mạnh Thành cho biết là năm nay trường cao đẳng Nova có xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hay chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông là đậu? Việc đăng ký xét tuyển vào trường năm nay được thực hiện ra sao ạ? Xin mời thầy Thành ạ. Cảm ơn nhà báo Mỹ Quyên. Kính chào các quý vị khán giả xem đài, các quý phụ huynh của các em học sinh. Xin kính chào các quý thầy trong ban tư vấn. Đối với cái hệ cao đẳng thì như thầy Việt Dũng cũng đã vừa trao đổi, thì theo cái quy chế tuyển sinh do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, và đối với bậc cao đẳng thì sẽ tuyển sinh với cái theo cái điều 32 của luật giáo dục nghề nghiệp, đấy là cũng theo cái phương thức thứ nhất là tuyển thẳng và thứ hai là tuyển thông thường. Cái điều kiện là tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là tương đương, thì tương đương ở đây chúng ta cũng thể hiểu là có thể học trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nhưng mà cũng đã hoàn thành cái chương trình văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thì với cái hình thức là chúng tôi có xét tuyển là thứ nhất là đối với cái kết quả thi trung học phổ thông, thứ hai là xét tuyển học bạ, và thứ ba nữa là xét tuyển cái kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các trường có tổ chức thi.
thì cái điều kiện quan trọng là phải thỏa mãn được cái điều kiện đấy là tốt nghiệp trường phổ thông. Và đối với trường cao đẳng Nova, tiền thân là cao đẳng Bách Việt, thì cũng là một cái nơi mà đặc biệt là đối với Bình Thuận là một cái trường mà thực hiện cái nhiệm vụ đấy là cung cấp những cái giải pháp về giáo dục và nghề nghiệp và cung ứng cái nguồn nhân lực cho tập đoàn. Thì đối với tại Bình Thuận thì hiện nay đang có một cái dự án về siêu đô thị biển, đấy là cái Nova World ở Phan Thiết. Thì cái nguồn nhân lực mà cần cung ứng ngay tại Phan Thiết là rất là lớn. Vì vậy cho nên là các em có thể, nếu như là muốn để có một cái nghề nghiệp mà ngay sau cái thời gian các em học cái bậc cao đẳng, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà cái chỉ tiêu về tuyển sinh thì đối với trường thì cũng đang cố gắng làm hết sức để chúng ta có được cái nguồn nhân lực cung ứng cho cái yêu cầu không chỉ tập đoàn mà của xã hội. Và cái đối với lại việc đào tạo, chúng tôi cũng làm việc với các nhà tuyển dụng trong tập đoàn, đấy là phát huy tốt nhất cái khả năng của mỗi em sau trong cái quá trình đào tạo tại trường. Thì các em có thể tìm hiểu thêm về cái việc như thế này đối với cái ngành nghề của mình mà mình đang dự kiến. Thì đây nó cũng là một cái hướng cho các em khi mà chúng ta lựa chọn ngành nghề cho tương lai. Xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Trần Mạnh Thành. Các em học sinh ở tỉnh Bình Thuận cũng cần lưu ý thêm cái việc mà tuyển sinh đại học với cao đẳng khác nhau. Cho nên nếu mà các em muốn xét tuyển vào các trường cao đẳng thì chúng ta sẽ lên website của từng trường và nộp hồ sơ trực tuyến, chứ không nộp trên hệ thống xét tuyển của các trường đại học của Bộ Giáo dục Đào tạo. Quý phụ huynh và các em học sinh đang theo dõi chương trình tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Thuận. Chúng ta vừa được nghe nhiều thông tin bổ ích về những điểm mới trong tuyển sinh đại học cao đẳng. Hiện chúng tôi nhận được khá nhiều câu hỏi thông qua trang web và trang fanpage của Báo Thanh Niên. Đầu tiên là tôi xin đọc câu hỏi của học sinh Hoàng Ngọc Tân, trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh, thành phố Phan Thiết. Bạn hỏi là: xin thầy cho em hỏi, có phải học lực khá giỏi mới nên thi kỳ thi đánh giá năng lực để lấy điểm xét tuyển? Vì em nghe nói kỳ thi này đòi hỏi kiến thức rất rộng. Em có nên thi thử để tăng cơ hội hay không? Nếu em thi điểm thấp thì em vẫn có thể dùng các phương thức xét tuyển khác để xét tuyển phải không? Xin thầy nói rõ hơn về nội dung của kỳ thi TESTSAT. Câu hỏi này xin mời tiến sĩ Vũ Quốc Huy, trường Đại học Việt Đức có kỳ thi đánh giá năng lực riêng trả lời cho em ạ. Cảm ơn nhà báo Mỹ Quyên. Cảm ơn câu hỏi của em Tân, trường Trung học phổ thông Phan Thiết. Thì đúng như cái câu hỏi của em, chắc em cũng đã tìm hiểu về cái kỳ thi đánh giá năng lực. Thì các cái kỳ thi đánh giá năng lực thì đều tập trung là hướng đến là kiểm tra một cái khối kiến thức hay còn gọi là cái năng lực toàn diện của người học. Chính vì thế nên là trường Đại học Việt Đức thì có cái bài thi đánh giá năng lực TESTSAT do Viện Khảo thí của Đức cung cấp. Thì đây là một cái bài thi đánh giá năng lực mà hoàn toàn bằng tiếng Anh, và nó có cái được theo cái hình thức là trắc nghiệm. Thì các em khi làm bài thi thì các em sẽ được kiểm tra các cái kỹ năng cũng như là cái kiến thức mà nó liên quan trực tiếp đến cái quá trình học tập tại bậc đại học của các em, và nó sẽ không đi vào các cái kiến thức cụ thể như là toán, lý, hóa theo cái cách mà chúng ta các em thi ở cái bậc thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thế chính vì là nó cũng không đặt nặng về các cái kiến thức chuyên sâu về toán, lý, hóa, thế là cái bài thi đánh giá năng lực thì thường nó sẽ kiểm tra cái khả năng xử lý tình huống, cái khả năng tư duy logic và cái xử lý vấn đề của trong mỗi thí sinh. Lý do mà trường Đại học Việt Đức sử dụng cái bài thi đánh giá năng lực này, bên cạnh cái mục đích là để sử dụng để mà làm cái tiêu chí để đánh giá và xét tuyển cái đầu vào, thì một cái tiêu chí thứ hai rất là quan trọng, đấy là cái bài thi đánh giá năng lực TESTSAT. Thì nó sẽ là một cái công cụ để mà cho phép người học hay là cái thí sinh mà biết được rằng là cái khả năng của mình có phù hợp với cái ngành học hay không. Thì đấy là một cái tiêu chí rất là quan trọng. Khi mà bản thân rất nhiều bạn thí sinh thì ở các cái ngưỡng cửa mà bước vào đại học
thường thường là sẽ cảm thấy khó khăn trong cái việc là lựa chọn được đúng cái ngành, đúng cái nghề mà mình yêu thích. Rất nhiều bạn là luôn luôn có câu hỏi là thầy ơi, làm thế nào mà em biết được rằng là ngành nào là ngành yêu thích, ngành phù hợp với mình? Thì một trong những cái công cụ đấy chính là thông qua cái bài thi đánh giá năng lực TESTSAT. Thì và nó thể hiện trong cái bài thi về các khối chuyên ngành. Ở trường Đại học Việt Đức thì sử dụng ba cái bài thi chuyên ngành về khoa học máy tính, về kinh tế và về kỹ thuật. Thì nếu mà bạn thi vào sử dụng vào một trong ba cái nhóm ngành đấy thì cái điểm thi nó sẽ thể hiện cho bạn rằng là bạn có phù hợp về học theo học cái ngành đấy không. Thì đấy là một cái chỉ dấu đã đánh giá cái năng lực toàn diện của người học rất là tốt. Và trường Đại học Việt Đức thì sử dụng cái bài thi đánh giá năng lực TESTSAT như là cái phương thức tuyển sinh chính cho cái tuyển sinh của mình. Và rất hy vọng rằng là các bạn các thông tin chi tiết hơn thì các em có thể vào trong website của trường Đại học Việt Đức để cũng như là liên hệ với cái bộ phận tư vấn của nhà trường để được tư vấn kỹ hơn. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Vũ Quốc Huy. Có một phụ huynh tên là Trần Trọng Dũng ở thành phố Phan Thiết quan tâm đến việc mà xét tuyển cho con mình. Phụ huynh này hỏi là con tôi có thể cùng lúc xét tuyển nhiều phương thức cho một ngành học hay không, hoặc một phương thức mà xét 2-3 ngành có được hay không? Nếu điểm nào của cháu cũng cao và trúng tuyển hết thì nên chọn học như thế nào? Cháu muốn học ngành công nghệ thông tin của trường Đại học Duy Tân thì nên chọn chuyên ngành nào để sau này dễ có việc làm? Xin mời tiến sĩ Võ Thanh Hải giải đáp cho em học cho phụ huynh này ạ. Cảm ơn nhà báo Mỹ Huy, cảm ơn quý phụ huynh đã đặt cái câu hỏi. Về câu hỏi của phụ huynh thì có hai ý. Ý thứ nhất là việc xét tuyển bằng các phương thức khác nhau trong trường hợp thí sinh có thể trúng tuyển nhiều phương thức. Và thứ hai thì hỏi về cái ngành công nghệ thông tin của trường thì học cái ngành nào, cái cơ hội việc làm sẽ tốt hơn. Về vấn đề này thì như trong từ đầu chương trình tôi có lưu ý về một cái kỹ thuật trong cái xét tuyển đại học năm 2022. Thứ nhất đấy, về cái lợi ích của các em thí sinh đấy, thì con của phụ huynh hoàn toàn có quyền đăng ký xét tuyển tất cả các phương thức khác nhau nếu như trường đại học nào đó có thông báo. Cụ thể như ở trường Đại học Duy Tân, ngành công nghệ thông tin nói chung đấy, em thí sinh hoàn toàn có quyền đăng ký cùng lúc phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, phương thức xét tuyển dựa vào học bạ và phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc nếu như em có một cái giải của quốc gia hay là của tỉnh thì các em hoàn toàn có thể đăng ký vào phương thức xét tuyển thẳng. Cái điểm thứ hai là trong một cái ngành, một phương thức như vậy có thể đăng ký nhiều ngành được không, thì cái điều này cũng hoàn toàn hợp lệ. Trường Đại học Duy Tân sử dụng cái tất cả các phương thức này cho tất cả ngành, chỉ riêng ngành kiến trúc có cái tính đặc thù riêng về mặt năng khiếu thì các em phải tham gia cái kỳ thi môn vẽ mỹ thuật, kỳ thi riêng ấy, môn vẽ mỹ thuật, hoặc là các em có thể thi môn vẽ mỹ thuật ở bất kỳ trường đại học nào dùng cái quả xét tuyển vào trường. Như vậy đó là cái điểm thứ nhất về mặt quy chế, quý vị phụ huynh hoàn toàn yên tâm với bất kỳ phương thức nào, với tổ hợp nào thì thí sinh hoàn toàn có quyền đăng ký xét tuyển. Tuy nhiên như đầu chương trình tôi nói, năm nay khác với năm 2021 là gì, dù chúng ta đăng ký nhiều phương thức xét tuyển hoặc nhiều tổ hợp hay nói gọn lại là nhiều nguyện vọng thì có lẽ chúng ta chỉ trúng tuyển ở một nguyện vọng duy nhất vào một phương thức duy nhất sau khi lọc ảo. Thì đó là cái điểm ý đầu tiên. Ý thứ hai thì học ngành công nghệ thông tin nói chung ấy, thì học ngành nào cái cơ hội việc làm mà nó sẽ tốt hơn. Có thể nói rằng là gần đây nhất là năm 2021 khi mà đại dịch Covid diễn ra đấy, thì nhiều ngành bị ngưng trệ. Ví dụ như lĩnh vực du lịch chẳng hạn, là số lượng người làm trong du lịch thất nghiệp rất lớn. Tuy nhiên có một cái ngành mà nó phát triển mỗi năm đi qua thì cái nhu cầu phát triển càng lớn và nhu cầu nhân lực càng cao, đó chính là lĩnh vực công nghệ thông tin. Đây là một lĩnh vực Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép các trường đào tạo đặc thù. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là các cái trường có thể sử dụng nguồn nhân lực đang làm việc tại các tập đoàn, các công ty công nghệ thông tin đào tạo giảng dạy ở trường đại học. Một trong hai cái lĩnh vực quan trọng của việc phát triển kinh tế hiện nay đó là lĩnh vực công nghệ thông tin. Và cụ thể là trong năm 2021 thì ngành này phát triển rất là mạnh mẽ. Có lẽ chúng ta nghe cái thuật ngữ là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đấy, lần thứ tư đấy, thì công nghệ thông tin nó trở thành nền tảng. Và không chỉ chuyên về công nghệ thông tin, tất cả các ngành nghề khác muốn phát triển
phải có nền tảng công nghệ thông tin. Mà tôi hay nói vui hiện nay đây thì bên cạnh những cái kiến thức về chuyên môn đấy, thì các em muốn có làm được cơ hội làm việc tốt thì các em phải có kỹ năng về công nghệ thông tin trong cái ngành học của mình. Thì đó là vấn đề chung. Riêng công nghệ thông tin thì ở trường Đại học Duy Tân ấy, thì trường đào tạo có mấy cái ngành. Thứ nhất là kỹ thuật phần mềm, thứ hai là hệ thống thông tin quản lý, thứ ba là ngành an ninh mạng, thứ tư là ngành khoa học và dữ liệu, thứ năm là ngành mạng máy tính và truyền thông. Thì trong đó có ba cái chuyên ngành mà hiện nay có thể nói rằng là nhu cầu việc làm các doanh nghiệp đã tuyển ngay từ năm thứ ba, đó là ngành thiết kế game, ngành trí tuệ nhân tạo và big data và machine learning. Ba cái chuyên ngành này thì cái khan hiếm nhân lực rất lớn, do cái đây là những ngành mới, những ngành khó. Trong cái chương trình đào tạo này, trường Đại học Duy Tân đã chuyển giao toàn bộ cái chương trình đào tạo của Đại học Carnegie Mellon của Hoa Kỳ đưa vào đào tạo công nghệ thông tin cho cái chương trình tiên tiến và chương trình trong nước. Thì em có thể chọn bất kỳ một cái ngành nào trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Bởi vì hiện nay số lượng sinh viên công nghệ thông tin của trường thì phần lớn năm thứ ba các em đã có việc làm rồi. Và các doanh nghiệp trường là họ đến trường, họ nhận sinh viên trong quá trình các em học đại học. Nhưng cũng lưu ý quý vị vô một điểm là hiện nay cái cám dỗ ngành này tương đối lớn. Đó là những em sinh viên thường năm thứ ba đi làm. Cho nên các em khi làm ra tiền thì các em lại không muốn học cái tốt, cái việc tốt nghiệp đại học. Thì đó là cái điểm mà tôi xin cảnh báo trước. Vì cái ngành này hiện nay ở Duy Tân không đủ nhân lực để đáp ứng cho thị trường. Quý vị phụ huynh yên tâm khi chọn cái ngành này cho con em của mình. Các doanh nghiệp hiện nay thì sẵn sàng trả một mức lương khá cao để có thể tuyển được người trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Cho nên là mức lương thường là mấy ngàn đô, có những cái vị trí như vậy đúng không thầy? Xin cảm ơn tiến sĩ Võ Thanh Hải. Chúng tôi tiếp tục đọc một câu hỏi của học sinh có tên là Vương Trúc. Bạn thắc mắc là em có điểm học bạ lớp 10, 11 và 10, học kỳ 1 lớp 12 đạt loại giỏi. Vậy em có cơ hội trúng tuyển bằng phương thức học bạ ngay chưa? Em có cần phải đạt điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao để xét tuyển nữa hay không? Mỗi phương thức xét tuyển đều có học bổng riêng cho người điểm cao hay chỉ ai xét bằng điểm thi tốt nghiệp trung học mới có học bổng? Về câu hỏi này chúng tôi xin mời thạc sĩ Trần Văn Trắng, Đại học Quốc tế Sài Gòn giải đáp cho em học sinh ạ. Vâng, cảm ơn bạn câu hỏi của bạn học sinh và cô Mỹ Quyên. Thì trong câu hỏi của bạn thì nó lại là có ba cái gạch đầu dòng nhỏ phía bên trong câu hỏi của bạn. Thì thầy trả lời cho các bạn ngắn gọn theo từng nội dung. Thứ nhất là bạn có điểm học bạ của mình là lớp 10, 11, 12 và học kỳ 1, lớp 10, 11 và học kỳ 1, lớp 12 đạt loại giỏi. Vậy bạn có cơ hội trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ hay chưa? Thì việc đầu tiên mình phải khẳng định với nhau, để mà được công nhận trúng tuyển thì các bạn phải tốt nghiệp trung học phổ thông. Giống như các thầy cô đã chia sẻ với các bạn rất nhiều, việc đầu tiên, cái yếu tố đầu tiên là các bạn phải tốt nghiệp thì các bạn mới được gọi là trúng tuyển. Còn hiện nay các bạn đang xét học bạ bằng các phương thức, ví dụ 5 học kỳ mà các bạn đang liệt kê ở đây, mà các bạn đáp ứng được những cái tiêu chí đặt ra của trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, ví dụ như là 3 môn trong tổ hợp cộng lại trên 18 phẩy, rồi điểm trung bình của 5 cái học kỳ này cộng lại chia 5 thì là trên 6.0, thì đó nói lại là cái điều kiện tiêu chí thì các bạn mới thỏa được cái đó thôi. Nhưng mà các bạn phải tốt nghiệp thì các bạn mới được gọi là trúng tuyển. Đó là cái ý đầu tiên. Cái ý thứ hai bạn hỏi là vậy em có cần phải đạt được điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao để hay không? Thì cái này chúng ta lại quay lại câu chuyện mà cái thầy Hải chia sẻ ngay từ đầu, là chúng ta năm nay là chúng ta lại có thay đổi một tí xíu cái dự thảo, là chúng ta sẽ căn cứ vào điểm sàn ở đây là dựa trên phương thức trung học phổ thông. Cho nên là bằng mọi nỗ lực, thầy khuyến khích các bạn hãy nên thi nỗ lực hết sức mình để điểm thi trung học phổ thông của các bạn thật cao, để chúng ta có thể mà điều kiện để chúng ta có thể căn cứ và chúng ta xét tuyển. Đó là cái ý thứ hai. Cái ý thứ ba là mỗi phương thức xét tuyển đều có học bổng riêng cho người điểm cao hay chỉ có bằng điểm thi trung học phổ thông. Cái này đối với tại trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU thì chúng ta sẽ có kể cả học bổng á, thì chúng ta sẽ căn cứ vào điểm số của ba phương thức xét tuyển mà nhà trường đang sử dụng luôn. Ví dụ như đối với nhóm ngành công nghệ thông tin mà các bạn thi tốt nghiệp trên 25 điểm cho tổ hợp 3 môn, hoặc là ở đây chúng ta là xét bằng học bạ thì là 3 môn trong tổ hợp của lớp 12 cộng lại trên 18 phẩy, trên 25 phẩy, và là điều kiện là học sinh giỏi lớp 12 thì chúng ta sẽ nhận được hoặc là chúng ta đi thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được 950 điểm, thì ba cái số điểm này nếu các bạn đạt được một trong ba thì chúng ta sẽ nhận được ngay một chính sách học bổng, đó là 4 năm học 100% hoàn toàn cho toàn khóa học của các bạn 4 năm. Rồi bên cạnh đó, ví dụ như xét học bạ thì chỉ cần các bạn là tốt nghiệp
lớp 12 học bạ, các bạn thỏa được các tiêu chí của nhà trường đề ra thì các bạn sẽ nhận được, mà các bạn học theo nhóm ngành luật, luật kinh tế nè, các bạn học về quản trị du lịch, các bạn học về logistics, các bạn học về tâm lý học, các bạn học về kế toán, các bạn học về thương mại, kinh tế đối ngoại, thương mại điện tử, thì chúng ta sẽ nhận được ngay một chính sách học bổng, đó là 30% học phí cho 4 năm học. Thì đó là một vài thông tin chung về chính sách học bổng, còn nhiều chính sách học bổng khác nữa trên website của nhà trường các bạn có thể tham khảo thêm ha các bạn ha. Cảm ơn câu hỏi của bạn rất nhiều ạ. À, xin cảm ơn những thông tin cụ thể của thạc sĩ Trần Văn Trắng ạ. Tôi xin đọc tiếp câu hỏi của phụ huynh Nguyễn Thu Huyền ở huyện Tuy Phong. Phụ huynh hỏi là bậc cao đẳng có trường nào đào tạo về bất động sản hay không? Con tôi có thể nộp học bạ từ bây giờ hay phải đợi thi tốt nghiệp trung học xong mới nộp? Cơ hội việc làm và thu nhập của ngành này trong thời gian tới ra sao? Chúng tôi được biết là trường cao đẳng Nova có đào tạo về ngành bất động sản ở bậc cao đẳng. Xin mời tiến sĩ Trần Mạnh Thành giải đáp cho em học sinh này ạ. Cảm ơn câu hỏi của quý phụ huynh. Đối với các trường cao đẳng thì cũng nhiều trường đào tạo về cái ngành bất động sản. Tại trường cao đẳng Nova thì ngành quản trị kinh doanh chuyên ngành quản trị bất động sản và dịch vụ bán lẻ là một trong những cái ngành có số lượng sinh viên đông nhất. Và cái điều này cũng là một cái thực tế, bởi vì trong tập đoàn Nova thì tổng công ty Novaland là một trong những cái tổng công ty mà hiện nay đang có cái số lượng các cái sản phẩm về bất động sản rất là nhiều. Vì vậy cho nên cũng cần rất là nhiều người tham gia trong cái lĩnh vực này. Riêng về các cái sàn giao dịch thì cũng đã có hơn 8 cái sàn giao dịch, và với cái hơn 8 sàn giao dịch ấy thì cái số lượng nhân lực cần cho cái việc mà bán các cái sản phẩm về cái bất động sản là rất là nhiều. Về cái việc mà chúng tôi nhận hồ sơ đối với ngành này cũng như là 22 ngành khác đang đào tạo tại trường thì chúng tôi đã bắt đầu nhận cái việc đăng ký xét tuyển từ bây giờ, và cái việc xét tuyển ấy thì chúng tôi dựa trên cái kết quả học bạ của lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 trong cái giai đoạn từ nay đến tháng 6. Thì sau cái khi mà đã tốt nghiệp thì chúng tôi sẽ xét ở một cái cũng là học bạ nhưng mà nó chỉ là 2 học kỳ của cái lớp 12. Đối với cái ngành quản trị kinh doanh chuyên ngành bất động sản dịch vụ bán lẻ thì chúng tôi đã cho các em thực tập ngay từ năm thứ nhất, và cái việc thực tập ấy là trực tiếp xuống tới các cái sàn giao dịch và được tham quan trực tiếp các cái công trường mà đang thuộc tập đoàn xây dựng thi công, và các em có một cái cơ hội để trải nghiệm. Và cái điều đặc biệt đối với ngành quản trị kinh doanh bất động sản tại cao đẳng Nova đấy là không phải chỉ có bán một cái mặt hàng về cái bất động sản, mà cái điều quan trọng là các em biết cách để tư vấn tài chính cho các khách hàng. Và cái việc tư vấn tài chính đối với khách hàng ấy nó đem lại những cái lợi nhuận tốt nhất và những cái điểm thuận lợi nhất cho các cái khách hàng. Bởi vì những khách hàng của Nova thì cũng sẽ được hưởng các cái tiện ích trong 8 cái tổng công ty, kể cả về dịch vụ, về công nghiệp, về du lịch, rồi là về các cái lĩnh vực khác. Vì vậy cho nên là các em có một cái thu nhập và nó rất là tốt ở cái chỗ là thứ nhất là các em đã có lương, nhưng mà mỗi một khi các em có bán được một cái sản phẩm thì các em còn thêm cái phần thưởng, và có những cái người trong cái năm vừa qua là cái tiền mà gọi là được thưởng thêm ấy là tính bằng 2 con số đối với đơn vị tỷ. Vì vậy cho nên là đây nó là một trong những cái thách thức đối với lại các em sinh viên, những cái giới trẻ mà muốn có một cái hoài bão mà làm cái tăng cái thu nhập, tăng cái giá trị của mình bằng cái khả năng của chính mình. Thì chúng tôi cũng xin thông tin một số các cái nội dung như vậy, và các quý vị, đặc biệt các quý vị phụ huynh mà có quan tâm thì chúng tôi sẵn sàng giải đáp mà tất cả những cái thắc mắc của các quý vị trên fanpage hay là trên website của nhà trường. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn tiến sĩ Trần Mạnh Thành. Một bạn đọc hỏi qua trang fanpage Facebook của báo Thanh Niên. Em nghe nói điểm trúng tuyển bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng khá cao. Có phải do số lượng thí sinh đăng ký bằng phương thức này nhiều hơn nên tỷ lệ chọi cao hay không?
em học lực chỉ đạt 19-20 điểm thì có nên sử dụng phương thức này? Ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử học gì và ra trường làm việc ở đâu? Chúng tôi xin mời thạc sĩ Trần Việt Dũng, đại diện của trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng ạ. Cảm ơn cô Y Quyên. Cảm ơn câu hỏi của thí sinh. Thì rất cảm ơn thí sinh đã quan tâm tới xét tuyển của nhà trường. Thì cũng thông tin chung cho quý phụ huynh cũng như là các em thí sinh biết thì trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng nhiều năm tuyển sinh thì cũng được sự quan tâm của rất nhiều các bậc phụ huynh và cũng được rất nhiều các em thí sinh đăng ký vô nhà trường. Thì tôi lấy ví dụ như năm tuyển sinh năm 2020 và tuyển sinh năm 2021 thì cái số lượng hồ sơ nộp vào trường thì nó khoảng cỡ 14.000 hồ sơ trên cái chỉ tiêu của trường là 4.500. Thì chính như vậy thì nếu mà xét theo tỷ lệ thì mình có cảm giác là cái tỷ lệ nó có vẻ hơi cao. Tuy nhiên thì cái việc đăng ký vào các cái ngành nghề của 18 cái ngành nghề của trường thì nó dàn trải tương đối là đồng đều. Cái thứ hai nữa thì nó có một số ngành nghề có số lượng thí sinh đăng ký có thể là vượt trội. Tôi nói ví dụ như là ngành ô tô, ngành điện điện tử, ngành cơ khí cũng như là ngành công nghệ nhiệt lạnh. Thì bạn có hỏi thêm rằng là cái việc mà có phải là do thí sinh đăng ký nhiều hay không? Thì tôi nói luôn như thế này, thí sinh đăng ký vào trường Cao Thắng thì trường Cao Thắng luôn luôn chào đón tất cả các thí sinh. Khi các bạn nộp hồ sơ vào thì cái việc mà chúng ta nghiên cứu, chúng ta lựa chọn các cái ngành nghề, chính cái điều đấy nó sẽ giúp cho cái việc mà mình lựa chọn ngành nghề nó phù hợp. Và cái việc mà bạn chọn nói rằng là mình có khoảng 19-20 điểm thì có nên xét tuyển vào trường không, đặc biệt là những cái ngành điểm cao, thì tôi tư vấn như thế này. Thì có những cái ngành thì nó điểm rất cao, ví dụ như công nghệ ô tô thì trung bình chung điểm học bạ hoặc là điểm thi tốt nghiệp trung phổ thông thì nó cũng khoảng cỡ 7 điểm cho đến 8 điểm. Và có những cái ngành nghề thì nó cũng khoảng cỡ 5 đến 6 điểm, trung bình một môn thì khoảng 5-6 điểm. Như vậy là có gì? Cơ hội đối với mình xét tuyển vô trường với khoảng điểm từ 19 đến 20 vào trường Cao Thắng để trúng tuyển, đó là cái điều mà các bạn nên làm, hết sức làm. Vì sao? Vì khi các bạn học ở Cao Thắng thì thời gian các bạn học chỉ trong vòng có 3 năm thôi là các bạn tốt nghiệp và các bạn phải đi làm. Đó. Và hơn nữa thì với trường Cao Thắng thì có thể học chuyển tiếp trực tiếp lên các cái trường đại học hàng đầu, ví dụ như trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Sư phạm Thuật là các bạn học chính quy luôn, nên các bạn an tâm về cái chất lượng đào tạo của nhà trường. Riêng đối với cái ngành cơ điện tử các bạn quan tâm thì đây là một trong những cái ngành mà có nhiều thế mạnh. Tại sao tôi nói nhiều thế mạnh? Cái ngành cơ điện tử đó là cái việc kết hợp của hai cái ngành, đó là ngành cơ khí và ngành điện tử. Như vậy thì cái việc cơ khí mình đã vững vàng và cái việc điện tử ở đây là kết hợp với cái công nghệ là 4.0 mà ban nãy thầy Hải có nói là cái công nghệ 4.0 nó giúp cho toàn bộ các cái việc mà tự động hóa của tất cả các doanh nghiệp cũng như các cái băng truyền cũng như tất cả các cái thiết bị bây giờ là đang rất cần thiết. Hơn nữa thì đối với ngành cơ điện tử của nhà trường có một cái lợi thế, đó là cơ điện tử COSEN. Đó là cái chương trình hợp tác giữa trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng và JICA COSEN của Nhật Bản. Thì khi các bạn học cái chương trình này thì các bạn sẽ được rất nhiều các cái lợi ích từ cái việc là doanh nghiệp Nhật Bản sẽ có thể nhận các bạn ngay khi các bạn vừa mới ra trường. Bởi vì trong các cái thông tin của bạn khi học ở trường đối với ngành cơ điện tử COSEN là có. Cái thứ hai đó là thang máy Chiller hàng đầu của thế giới là có đào tạo với nhà trường, thì tất cả các em sinh viên của ngành cơ điện tử có thể tham gia được đối với cái ngành học này. Và như vậy thì cơ hội đối với các em đăng ký vào trường là hoàn toàn được mở. Và cái việc đó thì các em cũng nên cân nhắc, chúng ta tìm hiểu. Ở trong trường có rất nhiều ngành nghề thì chúng ta có thể vào trong trường chúng ta tìm hiểu các cái thế mạnh của từng ngành riêng. Xin hết ạ. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Trần Việt Dũng ạ. Quý phụ huynh và các em học sinh đang theo dõi chương trình tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bình Thuận. Các bạn thân mến, trúng tuyển đại học ngày nay như thầy Hải nói vừa nãy là cũng không còn quá khó. Thế nhưng để trúng tuyển đúng vào ngành mình yêu thích và đúng vào trường mình mong muốn thì không phải cứ có điểm cao là có thể tự tin. Về cái vấn đề này thì chúng tôi xin mời đại diện của trường Đại học Việt Đức, thầy Vũ Quốc Huy có thể chia sẻ với thí sinh là làm thế nào để biết mình có lợi thế ở phương thức xét tuyển nào
để cơ hội đậu gần như là tuyệt đối ạ. Với thêm một câu hỏi của học sinh ở trường chuyên Trần Hưng Đạo hỏi là: em quan tâm ngành khoa học máy tính, em vào website của trường thấy chỉ tiêu là 120. Vậy có phải mỗi phương thức sẽ chia đều là 20 chỉ tiêu xét tuyển hay không? Chắc là trường có 6 phương thức phải không ạ? Nếu không thì phương thức nào có chỉ tiêu nhiều nhất để em nộp cho có cơ hội trúng tuyển cao hơn ạ? Xin mời thầy Huy. Xin cảm ơn nhà báo Mỹ Quyên. Kính thưa quý vị phụ huynh cùng các em học sinh đang theo dõi chương trình, thì cái câu hỏi về thứ nhất, tôi xin trả lời cái ý thứ nhất là thứ ra là một cái sự chia sẻ về cái việc làm nào để chúng ta có thể lựa chọn được đúng ngành, đúng nghề hay là một cái chiến thuật để mà có thể có được cái sự thành công trúng tuyển cao nhất trong đối với cái ngành nghề mà mình yêu thích. Thế thì trước hết thì như các bạn đã biết thì chúng ta hiện nay đều có rất nhiều, mỗi trường đều có rất nhiều cái phương thức, cũng như là các trường cũng có rất nhiều các cái ngành nghề đa dạng. Thì cái bước đầu tiên mà các bạn cần phải quan tâm và lưu ý là cố gắng là xác định cho mình cái ngành học mà mình yêu thích, cũng như là cái trường mà mình yêu thích. Thì sau khi mà mình đã xác định được cái ngành học mà mình yêu thích thì có thể mình có thể đề ra một số cái chiến thuật về cái việc đăng ký xét tuyển. Thì thứ nhất là có thể là đăng ký các cái ngành mà của cùng một trường, nhưng mà nó cái ngành, khối ngành nó ở gần nhau. Thì ví dụ như là các bạn quan tâm đến khoa học máy tính thì cũng có thể đăng ký thêm về công nghệ thông tin, tức là những cái ngành nó gần nhau như vậy. Hoặc là cùng một cái ngành đấy nhưng mà chúng ta có thể đăng ký ở nhiều cái trường khác nhau. Và bây giờ rất nhiều trường đều có cung cấp, ví dụ đều cung cấp cái ngành công nghệ thông tin hoặc khoa học máy tính chẳng hạn. Thì tôi tiếp theo cái ý thứ hai của một cái bạn hỏi về cái bạn thí sinh ở trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo hỏi về cái ngành khoa học máy tính của trường Đại học Việt Đức. Thì nhà trường có đưa ra, đề ra cái chỉ tiêu là 120 chỉ tiêu. Trong đấy thì có 5 phương thức tuyển sinh. Thế thì tuy nhiên thì trong 5 cái phương thức tuyển sinh thì có 2 cái phương thức là ưu tiên xét tuyển. Thì cái số lượng các cái bạn mà đủ điều kiện để mà được xét tuyển thẳng thì nó sẽ không có chiếm cái tỷ trọng lớn. Chủ yếu thì sẽ tập trung vào 3 cái phương thức chính là phương thức sử dụng cái bài thi đánh giá năng lực TESAT của nhà trường. Thứ hai là xét tuyển theo học bạ 5 học kỳ. Và thứ ba là điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì trong đấy thì nhà trường đặc biệt là khuyến khích các bạn dự thi cái kỳ thi đánh giá năng lực TESAT. Cho nên là thường thì hàng năm thì cái chỉ tiêu, cái tỷ trọng của cái phương thức này thì sẽ chiếm khoảng 50% trong các cái số lượng nhập học của nhà trường. Đấy. Thì ngoài ra thì các bạn có nhiều cơ hội hơn ở các tiếp theo là đến xét tuyển học bạ và kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thế thì và cũng trước khi kết thúc thì tôi cũng đồng ý với thầy Thanh Hải đã chia sẻ ngay từ đầu là bây giờ chúng ta có rất nhiều các cái phương thức xét tuyển và cái cơ hội để xét tuyển. Thế tuy nhiên là khi mà chúng ta đã xác định được cái ngành học và cái trường mà mình yêu thích thì mình nên xác nhận nhập học ngay trong cái đợt 1, cái đợt đầu tiên để nó tạo ra một cái tâm lý và một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái quá trình học ở bậc đại học của mình. Dạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Vũ Quốc Huy ạ. Chúng tôi tiếp tục đọc một câu hỏi của học sinh Nguyễn Thanh Thùy dành cho Đại học Duy Tân. Em đọc báo thấy Đại học Duy Tân có các ngành kiểm định ABET. Vậy học chương trình kiểm định này thì khác gì với chương trình bình thường? Xin mời tiến sĩ Võ Thanh Hải thông tin ngắn gọn cho học sinh ạ. Cảm ơn nhà báo Mỹ Quyên. Đúng là một bạn thí sinh theo dõi rất sát về tình hình tuyển sinh của trường. Kiểm định ABET có nghĩa là đây là một cái tổ chức kiểm định của Hoa Kỳ có giá trị trên toàn cầu đối với các ngành thuộc nhóm ngành kỹ thuật, trong đó có lĩnh vực công nghệ thông tin. Trường Đại học Duy Tân thì tất cả các ngành về công nghệ thông tin của trường đều được kiểm định đạt chuẩn ABET của Hoa Kỳ. Thì đó là một cái thuận lợi, các em tốt nghiệp từ chương trình này các em có thể xin việc ở bất kỳ một cái doanh nghiệp có phạm vi toàn cầu nào với cái ghi chú trong cái văn bản đó là chương trình đã đạt được kiểm định ABET. Thì đó là một cái điểm rất là thuận lợi giúp cho các em có thể làm việc tại bất kỳ một cái doanh nghiệp nào trên cái toàn cầu chứ không nhất thiết là doanh nghiệp Việt Nam. Thì hy vọng rằng em sẽ học được cái chương trình đó để có một cơ hội tốt hơn trong tương lai. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Võ Thanh Hải. Một phụ huynh tên là Thiện Trung ở thành phố Phan Thiết hỏi là: tôi muốn con học trong nước nhưng mà lấy bằng quốc tế. Vậy cháu muốn học bằng quốc tế về luật thì nếu học ở trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thì trường liên kết với nước nào cấp bằng? Ngành này có phương thức nào điểm chuẩn vừa phải? Xin mời thạc sĩ Trần Văn Trắng
trả lời ngắn gọn cho phụ huynh của học sinh này ạ. Dạ vâng. À, cảm ơn câu hỏi của bậc phụ huynh. Thì đại diện cho trường Đại học Quốc tế sẽ trả lời ngắn gọn và rất nhanh cái câu hỏi của phụ huynh về thời lượng chương trình còn không cho phép. Thì câu chuyện thì hiện tại thì trong năm nay, năm 2022 này thì trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tuyển sinh thì cái chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, có nghĩa là 2 năm học ở SU và 2 năm học ở TIP ở những trường quốc tế, thì chỉ áp dụng cho nhóm ngành quản trị kinh doanh mà thôi. Còn ngành luật thì năm nay nhà trường chưa có đề án để mà tuyển sinh cho ngành luật. Tuy nhiên thì những năm kế tiếp thì cũng là cái trong tương lai nhà trường sẽ xây dựng đề án tuyển sinh và cái chương trình đào tạo như thế nào. Còn đối với cái vấn đề mà để hội nhập quốc tế ngay từ cho sinh viên của SA ngay từ trên ghế nhà trường, đó là các bạn sẽ được hỗ trợ chương trình tiếng Anh kỹ năng trong vòng 3 năm và tin học kỹ năng trong vòng 3 năm luôn, và hoàn toàn chương trình học này sẽ không có bị mất phí. Và bên cạnh đó, các bạn kể cả sinh viên ngành luật mà học chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt cũng sẽ bắt buộc học chương trình tiếng Anh kỹ năng này, và các bạn sẽ được có một học kỳ về luật là các bạn sẽ học chuyên về luật và học bằng tiếng Anh, học với giảng viên người nước ngoài và đặc biệt là những luật sư và những thầy cô này là đến từ các trường đại học luật của Hoa Kỳ. Đó là cụ thể. Còn cái hình ảnh cũng như cái hội thảo và tất cả những cái buổi seminar này kia nọ của các sinh viên thì trên fanpage chính của trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đều có. Bất cứ bậc phụ huynh và các bạn sinh viên học sinh của chúng ta có thể tham khảo thêm thông qua website và fanpage chính thức của trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Xin cảm ơn câu hỏi ạ. À, xin cảm ơn thầy Trắng ạ. Một học sinh có tên Đinh Lan Phương hỏi về ngành dịch vụ hàng không ạ. Em là nữ thì có phù hợp để học về ngành dịch vụ hàng không hay không? Ngành này được đào tạo ở trường nào và cơ hội việc làm ra sao? Xin mời tiến sĩ Trần Mạnh Thành, trường Cao đẳng Nova. Cảm ơn câu hỏi của bạn Lan Phương. Đối với những ngành về hàng không thì người ta không phân biệt là nam hay nữ, miễn là đủ tiêu chuẩn là đều có thể tham gia được cái việc này. Kể cả bây giờ chúng ta cũng đã có những cái đội ngũ là phi công bằng là nữ. Đối với trường Cao đẳng Nova thì hiện đang đào tạo hai cái ngành, là một là dịch vụ thương mại hàng không và hai là quản trị kinh doanh vận tải hàng không. Ngay tại Phan Thiết thì tập đoàn cũng đang phát triển rất là mạnh về cái hướng về hàng không. Cụ thể là đã xây dựng hai cái sân bay lên thẳng tại cái Nova World và đã có thể tiến hành bay thử nghiệm bằng máy bay trực thăng giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Phan Thiết, hoặc là có thể đi tham quan. Tiếp tục nữa là ngay tại Phan Thiết thì cái dự án mà sân bay Phan Thiết đã triển khai đã thay đổi từng ngày, cho nên là cái việc mà nhân lực về đối với hàng không ấy, trong đó có cái sự tham gia của tập đoàn Nova là rất là lớn. Vì vậy cho nên là cái nhân lực về cái hàng không hiện cũng đang rất là cần. Tại trường ấy thì đang có cái chương trình đào tạo bậc cao đẳng với thời gian 2 năm rưỡi, và cái chương trình ấy thì các em học lý thuyết, một số các cái môn thực hành tại trường, và cái địa điểm học là 130-132 Hồng Hà, tại cái tòa nhà ốc Trạch Bạc View của tập đoàn. Và cái nơi thực tập của các em là cái nơi thực tập hiện tại là đối với hãng hàng không lữ dụng Vietstar. Cho nên là cái nếu mà các em đã có cái yêu thích về ngành hàng không thì các em có thể tìm hiểu kỹ về cái chương trình này, để các em có thể đăng ký và tham gia học để thực hiện được cái mong ước của mình. Chúc em thành công. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn tiến sĩ Trần Mạnh Thành. Chắc là có một câu hỏi cuối cùng xin dành cho trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng ạ. Tức là bạn thắc mắc là có một số ngành kỹ thuật có tên gọi gần giống nhau như ngành điện công nghiệp và điện tử công nghiệp. Vậy hai ngành này khác nhau như thế nào, và em nộp học bạ thì có cơ hội trúng tuyển hay không? Xin mời thạc sĩ Trần Việt Dũng ạ. Vâng. Xin chào thí sinh. Thì đúng là trong trường ấy thì có những cái tên ngành nó giống nhau. Thì trong trường ấy nó có khoảng là cỡ 18 ngành nghề. Thì trong đó chia thành hai cái khối bậc ngành nghề, là cái nhóm ngành đào tạo và nhóm nghề đào tạo. Thì về cái cơ bản chung ấy, thì tất cả các cái ngành nghề đào tạo của trường ấy, là chương trình đào tạo là lý thuyết gắn liền với thực tế. Và cái tỷ lệ phần trăm của thực hành trong nhà trường nó chiếm tới 60%. Và như vậy ấy, thì cái việc mà thí sinh có thể chọn lựa các cái ngành nghề thì thứ nhất là chúng ta nên là vào trực tiếp trong các cái trang web của nhà trường, có các cái ngành nghề, có các cái thông tin khá là cụ thể. Cũng xin lưu ý thêm là đối với chương trình đào tạo của tất cả các ngành nghề thì đối với trường là chú tâm vào cái kỹ năng nghề cũng như là khả năng giải quyết các vấn đề thực tế của trong sản xuất. Riêng đối với các ngành đào tạo thì nhà trường có đặt thêm đó là cái khả năng đó là tính toán và thiết kế cho sinh viên.
Và theo tôi thì tất cả các thí sinh nên chúng ta nên tìm hiểu trực tiếp trong trang web của các trường về các cái ngành nghề đào tạo, thì lúc đó các em có cái nhìn tổng quan về các cái ngành nghề mà các em muốn đăng ký. Xin hết. Xin cảm ơn thạc sĩ Trần Việt Dũng. Chúng ta còn rất nhiều câu hỏi nhưng mà rất tiếc là thời hạn chương trình có hạn. Thưa quý phụ huynh và các em học sinh đang theo dõi chương trình tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Thuận. Chúng tôi hy vọng những thông tin mà chương trình vừa cung cấp sẽ giúp cho các em học sinh quyết định được chính xác trong việc lựa chọn ngành nghề, chọn trường để xét tuyển. Chúc các em học sinh có một kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới và thành công trong kỳ thi xét tuyển đại học cao đẳng. Xin chân thành cảm ơn. Bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.